Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Cái bộ sưu tập đồ chơi kiến của mình, thời gian mà mình tìm hiểu phải nói là thật sự là mê luôn. Singularis, có những con rất là to đó, và nó đi lên ở dưới này, nó có cái lỗ nè, đi lên theo đường này nè. Kiến nó sẽ vô đây nó ăn, vô đây nó ăn xong rồi khi mà dọn dẹp chúng ta chỉ cần lấy cái này ra chúng ta đổ thôi. Dạ. Gãy rồi gớt, bậy rồi, lủng lủng lủng. Kiến tùm lum luôn, tính ra nó cũng cắn lắm nữa. Lâu mình là Nam Ngô. Ok các bạn, những ngày cuối năm này rất là nhiều việc, nhiều công việc khác nhau, từ những công việc bên ngoài cho tới những công việc gia đình ha. Tuy nhiên là bản thân mình và team của mình nữa thì nhiều thêm một việc nữa, đó là đi quay rất là nhiều. Các bạn biết mục đích là gì không? Là để những ngày xuân vẫn lên video liên tục để cho các bạn coi như là ở nhà mà buồn chán thì có cái để xem ha, chứ không có bị gián đoạn bởi nghỉ Tết. Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là từ 30 tới mùng 1, mùng mấy cũng có video clip 8 giờ lên Nam Ngô Farm là có cái mới để coi liền ha. Thì mình thì mới có gọi là vô cái bộ môn, dính vô cái bộ môn kiến các bạn được thời gian ngắn thôi, cũng sắm cho mình được ba cái món đồ chơi ha. Thì hôm nay mình sẽ lấy món đồ chơi đó ra. Thì hôm nay là bắt đầu rửa nhà. Cái này giờ già rồi, nặng rồi, chứ gặp hồi nhỏ là bận cái quần xà lõn ở trần rồi bắt đầu nằm vô góc tường kia dùng cái chân đạp bắn từ đầu này qua đầu bên đây luôn. Giờ già rồi, hết lết nổi rồi. Đấy. Đất lát trượt cái hả? Giờ mình sẽ khiêng những cái tăng kiến này đi ra ngoài, sáng sủa mình sẽ nói chuyện. Khá là nặng á, cũng 6-7 kg á. Ở đây sáng sủa nè, tranh thủ tại kiến nó cũng không thích ánh sáng lắm bạn, nó không thích ánh sáng lắm, để nó ngoài sáng luôn nhiều quá nó bị xì chết luôn. Hai cái này, hai cái tăng mới này mình khá là ưng ý về cái kích thước của nó. Tuy nhiên là cái giờ nhìn cái ổ kiến nhỏ thấy nó nhỏ quá các bạn. Ổ đầu tiên á, nhỏ quá coi cũng đã. Ổ này nó bự hơn rất là nhiều lần. Giá tiền nó cũng cao hơn tương đối. Chừng trơn nha, xà bông bột nha. Ok. À, giờ té thành thương hiệu luôn. Đây. Rồi xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bộ sưu tập đồ chơi kiến của mình. Sau một thời gian mà mình tìm hiểu phải nói là thật sự là mê luôn. Rất là mê. Cái này coi như là không cần thời gian chăm sóc gì nhiều cả, một ngày thì khoảng chừng 5 phút. Không phải một ngày nữa, 2-3 ngày chăm cái độ ẩm cho cái tăng thôi là ok rồi, chứ không cần quá nhiều thời gian ha. Lâu lâu rảnh ngắm nghía nó một cái. Đây là cái tăng đầu tiên của mình. À, cái này là dòng nuôi dòng cháp. Do. À, hàm đúng không? À. Đây là cái ổ đầu tiên, các bé nó cũng khá là gọi là sao ta, thuần, khá là thích nghi rồi. Có điều mình sao mình chưa thấy nó đẻ. Nhiều anh em hỏi đẻ chưa mà mình nhìn ở đây mình chưa thấy nó đẻ. Đó, nó cũng khá là yên ở trong ổ rồi. Nó cũng có hao hụt đó các bạn, nó cũng có hao hụt. Tuy nhiên thì mình lúc đầu mình giống như mình chưa hiểu đó, thì mình cũng hỏi anh em bên HT, thì anh em HT nói là những cái con kiến thợ, kiến đồ thì cái dòng đời nó cũng ngắn thôi. Thì nó sẽ xong cái dòng đời nó thì nó sẽ chết. Nhưng mà con queen á, nó sẽ đẻ ra những cái bầy lứa mới.
Thì mình không biết có phải là trong cái ổ này của mình nó còn queen không, sao mà mình chưa thấy nó đẻ luôn. Vẫn đang kiên nhẫn chờ. Kiên nhẫn chờ đây. Ở đây là cái form cũ ha. Các bạn thấy là cái kiểu tăng cũ này nó cũng còn nhiều cái gọi là chưa có gọi là đồng bộ. Ví dụ như là cái này là cái chén này là chén nước đường của một người em tặng cho mình. Thấy anh Nam nuôi kiến và bạn đó cũng chuyên nuôi kiến, nhiều kinh nghiệm hơn cho nên là bạn bạn đó là như là Công Phúc hay là cái gì, Công Phúc, Huỳnh Công Phúc hay gì đó. Cái nick mình cũng hơi quên này. Đó, thank you em nhiều nha, tặng cho mình cái chén nước đường nè. Cái đồ đựng nước cũng là bạn đó tặng nè, rồi chỉ mình rất là nhiều kiến thức về nó, số thông tin về nó. Đó, đây là cái ổ đầu tiên. Thì giờ nó tương đối là ổn định rồi, nhưng mà đối với mình thì nó quá nhỏ đi, ngắm không sướng lắm. Đây là cái hai cái ổ mới lấy bên HT đây. Thì như mình đã giới thiệu thì cái này theo một cái phong cách gọi là Marvel. Có nghĩa là cái gì cũng có thể nằm trong đây hết trơn á. Gọi là siêu gì ta? Siêu anh hùng. Đa vũ trụ. Đa vũ trụ, cho nên các bạn thấy trên cái này là cái gì cũng có hết trơn á. Con rồng của Game of Thrones cũng có ở đây, cái búa của Thor cũng có ở đây, võ sĩ giác đấu cũng có ở đây, đầu sọ của India John cũng có ở đây luôn. Rồi túi vàng, túi bạc, tiền gì cũng của đây, cũng của Trung Quốc cũng có ở đây luôn. Mấy cái cột này của thời đại La Mã có luôn. Đây là đa vũ trụ luôn. Có tiền Việt Nam không? Bao tiền à? Có bao tiền hả? Không, cái này đổi ra tiền Việt Nam, đúng rồi. Ở nguyên cái cục này là tiền Việt Nam nha các bạn. Ok, để coi cái này nó có những cái gì rất là hay. Cái điều hay đầu tiên, bây giờ mình sẽ so sánh giữa hai cái tăng này với các bạn coi ha. Cái tăng này và cái tăng này cho các bạn coi. Thì cái tăng này á, nó làm theo kết cấu dạng hai phần, nhưng mà trước sau. Đó, thì khi mà chúng ta trưng bày á, thì chúng ta nhìn vô, chúng ta sẽ thấy cái khu vực mà gọi là outdoor cho nó đi chơi vòng vòng, đi kiếm ăn săn mồi. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn coi qua cái nét của nó đó, và coi qua cái chỗ tổ, nguyên cái này đã gọi là cái nét rồi nha các bạn. Ủa, nguyên này gọi là cái, đúng rồi, nguyên này gọi là cái nét, đúng rồi. Đó, thì phần trước phần sau, khi mà chúng ta muốn coi cái phần mà nó làm tổ bên trong á, chúng ta phải quay cái mặt lại, không nè, nó phải quay lại, tại do nằm bằng sau chúng ta phải quay lại chúng ta mới coi được nó. Đó, thì khá là bất tiện ha, mình cầm tới cầm lui khá là bất tiện, và nó nhỏ quá, nhìn vô nó không đã. Thì đây là cái cải tiến của cái nét này. Đây là phần trên là bé nó sẽ đi kiếm ăn, và ở phần dưới nó nằm ở đây. Ồ, ghê chưa. Đây là một trong những cái dòng kiến gọi là lớn nhất của Việt Nam các bạn ha. Để coi dòng gì, tên gì, lấy cái điện thoại ra mới được. Thật ra cái môn kiến này thì mình cũng mới tìm hiểu đây thôi, và mê mệt luôn, và cũng chưa có nhiều thời gian để mà coi cái thêm nhiều về nó ha. Cái con này gọi là Singulari nha các bạn. Singularis. Có những con rất là to, những con kiến gọi là queen á, những con queen rất là to đó. Và nó đi lên ở dưới này, nó có cái lỗ nè, đi lên theo đường này nè. Đó, thì cái nguyên cái không gian này là để cho bé nó vẫn vận động đi kiếm ăn săn mồi nè. Nhìn trên có một bạn dế kìa, sống chung kìa, thấy sống hòa thuận ra chưa, chưa lúc có gây chiến. Đó, thì đây là một cái gọi là một cái cải tiến hơn so với lại cái thằng này ha. So với cái thằng này thì thằng này nó cải tiến hơn, là hai cái nó nằm chung một cái gọi là cái gì, mặt phẳng. Chúng ta sẽ dòm một chiều, dòm trên dòm dưới luôn. Đó, nó cũng rộng rãi nữa. Thì điều đặc biệt đối với lại cái làm những cái nét của những cái dòng lớn này thì những cái đường đi rồi tất cả nó phải rộng rãi ha, rộng rãi. Ở bên này cũng có trong cái nét này nè, chúng ta vẫn phải cung cấp độ ẩm cho nó ha, cung cấp độ ẩm cho cái nét này. Thì độ ẩm nó sẽ cung cấp qua những cái lỗ này. Bạn nào coi clip trước của mình thì cũng biết rồi cái gì. Đây, chúng ta sẽ dùng một cây
cây ống tim á, xi lanh á, có cái đầu nhọn á, chúng ta bơm nước vô đây. Đối với cái tổ lớn này thì nó sẽ có hai bên luôn, hai bên để chúng ta bơm nước vô. Rồi thêm một cái điều đặc biệt nữa mà cái ổ này á, cái ổ này nó không có, đó là ở đây nó chỉ có một cái không gian như thế này thôi. Khi chúng ta cho ăn thì chúng ta cho đồ ăn vô thì bé nó sẽ ăn, rồi nó sẽ có những cái phần thừa của đồ ăn các thứ thì nó làm dơ, thì lúc này chúng ta phải lấy những cái cây nhíp chúng ta gấp cái đồ ăn đấy ra, dọn dẹp ra. Còn cái bản phiên bản update này, nó cải thiện này á, thì nó có cái khu vực cho ăn bên này. Đây có một bạn kiến đang bò vô để uống nước đường. Cái chén này chính là cái chén nước đường, chúng ta bỏ vô đây luôn. Chúng ta cũng có thể bỏ đồ ăn vô trong này luôn ha. Thì kiến nó sẽ vô đây nó ăn, vô đây nó ăn xong rồi khi mà dọn dẹp chúng ta chỉ cần lấy cái này ra chúng ta đổ thôi, rất là dễ dọn dẹp ha. Nó không ảnh hưởng tới cái vấn đề vệ sinh rồi trên trong cái khu vực đẹp đẽ này. Và tất cả nó được kết nối với nhau bằng hít bằng 500 hết, để vô cái là hít liền. Ồ, khá là ok ha. Đây là những cái nơi mà để chúng ta có thể kết nối với lại, nếu mà sau này chúng ta mở rộng cái ổ này mà nó sinh sản tốt á, mà nó cần không gian rộng hơn á, chúng ta có thể nối một cái ống qua đây đó. Ví dụ nối với cái này đi bằng một cái đường ống ha, tất nhiên là hai đầu bên này nối lại với nhau đó, nó sẽ liên thông với nhau. Ok, có đèn nữa nha các bạn, có đèn nữa. À, có đang mở đèn á, nhưng mà tại vì ở ngoài này nắng quá sẽ không thấy rõ cái hiệu ứng của nó ha. Cái dòng này gọi là dòng singularis. Nhớ mấy tên khoa học này không cũng mệt nha các bạn. Cái này buổi tối tắt hết đèn rồi ngắm rất là đẹp. Và các bạn thấy á, với những cái thiết kế như thế này á, thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt cho trên cái phòng làm, trên cái bàn làm việc của chúng ta, đặt nguyên cái này lên cái bàn làm việc của chúng ta luôn. Ai mà làm những cái công việc mà nó nặng về đầu óc ha, mệt mỏi đồ này nọ các thứ á, thì để trên bàn làm việc, khi nào mà căng thẳng quá ngước lên nhìn nó hoạt động đây, hoặc là mở cái này ở đây, mở xuống bật cái đèn lên sẽ coi cái xã hội của kiến nó được tổ chức như thế nào, nó phân công làm việc như thế nào, từng bộ phận. Thì có khi nó sẽ làm thông cái dòng chảy suy nghĩ của chúng ta. À, đôi khi làm việc quá nhiều, bị nhiều cái gọi là các bên nó đưa ra những cái áp lực làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. À, thì đây, mình nghĩ đây là cái giải pháp rất là tốt luôn. Để cho mọi người có một cái, chỉ cần một cái góc nhỏ trên bàn thôi. Đó là cái giải pháp khiến cho chúng ta thư thái hơn, có thể thả lỏng suy nghĩ hơn. À, rồi quay về với công việc thì mình nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn. Khoảng queen không ta? Bự á, chắc queen á. Trên này em cũng thấy con bự giống vậy. Hình như trong này có mấy con queen lận. À, con bự nhất là queen nha, bự vừa vừa là gọi là cái gì ta? Major hả? Cái gì á? Quên rồi. Kiến thợ xong rồi ở dưới thợ là cái gì nữa, nhiều lắm mấy bạn. Này phải học ha, phải tìm hiểu lại. Bữa bên HT có giải thích cho mình rồi mà quên rồi. Nói chung là nó phân cấp ra nhiều, có kiến thợ nè, rồi có gì chúa, có chúa con nữa đó. Xong rồi kiến thợ, mây chơi, kiến lính, rồi tổ trưởng của con lính nữa, gọi là cái gì tùm lum hết. Cũng vui, từ từ tìm hiểu. Anh em mà qua côn trùng là nó là một cái gì đó, nó khá là mới nữa ha. Cái cách vận hành, cái cách phát triển đàn, cái cách duy trì nội giống của nó khác với lại những dòng bét khác nữa. Đây là cái thế giới rất là hay luôn. Nói về cảm xúc thật của mình đối với kiến á, thì nó có một cái cảm xúc thật là gì các bạn? Có một cái mình cảm thấy nó không có ưng ý lắm là các bạn biết gì không? Màu sắc. Không, cái nguồn thức ăn của nó. Thật ra mình thích nuôi những con nào ăn chay hơn các bạn. Giết một con này để nuôi con khác thì nó thật sự nó cũng là cái gì đó, nó hơi lợn cợn ha.
Thì mặc dù mình biết là trong tự nhiên nó là như vậy, trong tự nhiên là nó sẽ ăn côn trùng, ăn dế, ăn đồ này nọ, nhưng mà mình thì mình cũng muốn nó gọi là nó dễ thương hơn chút xíu. Cái này nó cũng hơi gì đó, hơi gì đó, nhưng mà mặc dù mình biết là thực tế nó là như vậy thôi. Mỗi một cái loài, kể cả thực vật ở trong thiên nhiên này, thì nó là một cái loài thức ăn cho cái loài khác. Nó là cái chuỗi, gọi là cái chuỗi giá trị về thức ăn. Thì con người chúng ta là đứng đầu cái chuỗi giá trị đó. Thì nó là vậy thôi. Trong tự nhiên nó vẫn có những cái con vật ăn nó gọi là thiên địch, đồ này nọ cái thứ thôi. Thì thật ra mấy bạn côn trùng này mà nếu mà để sinh sôi nảy nở quá nhiều thì đó cũng là một cái vấn nạn. Đó cũng là một cái vấn nạn, chứ không phải là nhiều càng tốt. Thì nó sẽ ăn hoa màu, cây cỏ, các thứ đồ. Thì chỉ có cái vậy thôi. Đó, thì mỗi lần cho ăn cũng thấy hơi đau, hơi lấn cấn chút xíu. Vậy thôi. Mình thì ở đây trước giờ mình nuôi mấy con bò sát, cũng là mấy con lựa chọn những con ăn chay không à. Đó, thì cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Đó, thì nó chỉ bị cái vấn đề thôi. Nhưng mà kiến này, hôm bữa mình tìm hiểu bên HT có một cái dòng kiến nữa là nó chuyên ăn hạt. Có khi mốt mình sẽ đổi qua nó đó. Giờ mình đang ham to, tại vì mình thích những bình thường con kiến nó rất là nhỏ. Thì bây giờ lần đầu tiên gặp những con kiến to vậy thì đang mê quá, đang thích ngắm nhìn cái hành vi của nó thế nào, thì mình đang ham to. Nhưng mà có khi sau này mình sẽ chơi những dòng kiến nào ăn hạt và ăn gọi là ăn rau trái cây rồi thôi đó. Mà thật ra nó ăn cũng không có nhiều đâu bạn, ăn cũng không nhiều á, ăn ít lắm, coi như là ngày hai ngày nó mới mần một em đó thôi đó. Rồi có khi nó cũng không ăn nữa, chứ không phải là gọi là tàn sát quá nhiều. Ok rồi, cho bạn này qua đây mình sẽ giới thiệu qua bạn này. Thật ra trong hai cái mẫu này mình thích cái mẫu này hơn. Mẫu này thì nó cũng vui mắt á, nhưng mà nó hơi màu mè quá, nhưng mà cũng vui. Theo Marvel mà, Marvel là màu mè đừng nói tới. Ổ này là sang băng. Ổ này sang băng thì cái này nó theo phong cách hoang mạc. Kiến bên này nó size nó nhỏ hơn, cái dòng này size nó nhỏ hơn là cái con kia. Nó cũng có được thiết kế. Nhìn cũng phê phết. Kiến này nó nhỏ hơn, cho các bạn thấy là anh em bên HT thiết kế cái đường đi đồ của nó nhỏ hơn. Bên kia nó bự hơn gấp đôi cái này, do kiến kia nó bự hơn. Đó. Em Đức nói kiến này mà nó có màu sắc đâu nữa, chắc đã nói gì nữa. Nguyên đám này mà màu đỏ màu vàng đâu coi ha. Đừng nói tới luôn. Thật ra mình theo sau một thời gian ngắn mình quan sát mình nuôi á, có khi mà chúng ta bứt tay cho chúng ta nuôi chơi á, thì chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều thứ. Giống như mình á, thì nhiều khi là sau khi nuôi rồi mình mới thấy là đôi khi mình hình dung nó không giống như thực tế. Giống như ở nhà bạn đi, hình ảnh quen thuộc của bạn nhất đối với con kiến là gì? Ví dụ như bạn ăn, bạn rớt một miếng đồ ăn xuống, thì chỉ cần quay qua quay lại khoảng 2-3 phút thì bạn thấy cái cục đồ ăn đó nó bu đen nghẹt luôn, đúng không? Đó, thì bạn nghĩ là con kiến nó giống như là nó lúc nào nó cũng sẵn sàng ở đâu á, rớt đồ ăn xuống là nó nhảy ra nó dứt liền. Nhưng mà mình nuôi mấy cái ổ kiến này nè các bạn, thì mình thấy là 90% thời gian là nó dành ở trong những cái ổ kính này, trong những cái nơi tối ở dưới lòng đất này ha. Lâu lâu thỉnh thoảng hoặc là nó phân công á, thì mới có một vài đứa bò lên đi vòng vòng đây kiếm coi có gì không, mà chắc rồi mới báo tín hiệu cho dưới này nó đu lên. Nói chung là mình thấy nó cũng có thể là nó chưa có thích nghi lắm, cho nên nó cũng không thật sự háo ăn lắm đâu. Đôi khi bỏ vô cũng ế á. Bỏ vô rồi nó ế lại luôn á. Đó. Cái này mở ra được nè, cái này mình mở ra một cái là kiến nó chạy tán loạn luôn á. Đó, thì mình thấy con kiến nó cũng không có thật sự là nó quá háo ăn, bỏ vô nó nhào tới nó ăn đồ này nọ đâu, không có giống như đó đâu. Nó cũng bò đi nó kiếm ăn đồ này nọ. Cái gì đen đen ở trên chắc nấm mốc gì đó.
cuối năm bào quá thấy cũng hơi muốn cảm cảm các bạn. Cái này mỗi ngày thì mình ngắm nghía nó chút đỉnh, khoảng 2 ngày 3 ngày mình chăm nước cho nó thôi. Nước đường này, hai cái dòng này theo anh em HT nói là nó tiêu thụ nhiều đạm, nó ăn nhiều. Uống nước đường thì nó cũng cần nhưng mà cũng không bao nhiêu. Đó, chủ yếu là nó ăn từ đạm. Mà bữa giờ mình về nhà nay chắc cũng khoảng 4 ngày rồi. 4 ngày. Thấy nó cũng chưa có thật sự là nó ăn mạnh lắm. Thấy tụi này không biết như thế nào nha, nhưng mà mình thấy cái tụi này nè. Tụi này là nó săn mồi khá ok, nó làm cũng ghê lắm. Hai cái càng nó kẹp vô một cái là con mồi giật tê tê liền á. Nhưng mà còn tụi này thì mình chưa thấy lắm, chưa thấy nó phản ứng. À, có con này bự rồi. Đó. Cả công trình kiến trúc các bạn thấy không? Cả công trình kiến trúc. Nếu mà chúng ta nhìn ở zoom từ đằng xa ra thì chúng ta có thể gọi là một cái tổ kiến đi ha. Một cái tổ kiến nó có thể như vậy. Đây là phần nổi trên mặt đất nè. Thấy không? Chúng ta có thể thấy những cái này. Còn phần này là phần chìm dưới mặt đất nè. Đó, cả một cái công trình kiến trúc dưới lòng đất như thế này. Đẹp không? Đẹp ha. Mà ở ngoài tự nhiên những cái ổ nó tới đó chắc nhiều hơn vậy nhiều, hàng triệu con. Cái ổ nó sẽ bự ra. Cấu trúc cực kỳ phức tạp luôn. Đó. Mà quan trọng nhất là tụi nó có thể ra mệnh lệnh cho nhau ha. Nó phân công nó ra mệnh lệnh. Có anten. À, cái con này là cái người nó có lông nha các bạn, lông trắng trắng nha. Anh em thấy không? Đó, người nó có lông trắng trắng nha. Cái này mà đưa thiết bị xịn đồ vô ha, quay macro đồ lên, trời ơi, đừng nữa tới nó đẹp. Các bạn coi cái con kiến đó, nó bò, nó kiếm ăn, rồi nó thăm dò này nọ, hấp dẫn lắm. Này nãy giờ mở đèn chưa? Đó, mở đèn lên. Cái đèn này nó bị, như nó bị đứt cái bóng cái này nè, đây hơi tối. Phút này hơi tối. Ok các bạn, thì đây là một cái đam mê mới, nhưng mà mình thấy nó khá là, mình thấy khá là thích nó đó, khá là thích nó. Tại vì nó không tốn quá nhiều thời gian, có nhiều cái kiến thức thú vị mà chúng ta có thể tìm hiểu. Đó, và nó nói chung là tại vì nó còn quá mới đi, mình chưa có biết chia sẻ gì nhiều về nó. Nhưng mà chính vì vậy nó rất là thu hút mình, bởi vì mình biết nó quá ít. Đó. Thì tiếp sắp tới đây là trong thời gian mình nuôi, mình trải nghiệm có cái gì hay ho thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Mình, cái gu của mình á là mình thích cái trải nghiệm đó là của mình, sau đó là mình sẽ chia sẻ, chứ không phải là mình lượm lặt ở trên mạng rồi mình gọi là mình tường thuật lại ha. Thì nhưng mà trong thời gian sắp tới, đối với những con vật mà mình không có cơ hội tiếp xúc thì mình sẽ làm theo cái hướng đó, có nghĩa là tổng hợp kiến thức. Còn ví dụ những con nào mà mình có điều kiện mình chăm sóc, mình nuôi nè, thì mỗi ngày mình quan sát để mình thấy cái hành vi đó như thế nào đó. Đôi khi có những cái sách vở đâu cũng mô tả được các bạn, chỉ có các bạn quan sát thực tế thì các bạn sẽ thấy được thôi đó. Thì cái này nó cũng còn khá là mới mẻ với mình, thì mình sẽ dành thời gian mình tìm hiểu, mình ngắm nhìn nó để mình hiểu thêm về nó. Và mình nghĩ trong tương lai là chắc còn sẽ còn thêm nữa, chứ chưa dừng lại đây đâu. Chưa dừng lại đây. Các bạn thấy nè, ví dụ trên bàn làm việc người ta để một hai bộ như thế này đó. Đẹp chứ bộ ha, trang trí đẹp, nó là như là cái món đồ decor luôn, sang trọng, đẹp, sinh động đó. Thấy con kiến bò đi làm việc đồ, kiếm ăn tha mồi đồ, rồi mốt sẽ đẻ con ấu trùng đồ, phê chứ bò. Ok các bạn, đây là Tết nhất nay là không đi đâu rồi, Tết nhất nay là ở nhà
rất là nhiều việc cho nhà. Việc gì thì anh em trong nghề là biết có việc gì rồi. Thì những thời gian mà rảnh rỗi, nằm suy nghĩ cho năm mới rồi này nọ thì có cái để ngắm nhìn, để thả hồn theo mây gió rồi này nọ cũng vui vui. Ok mọi người, thì đó, chia sẻ với mọi người một chút năm mới mới của mình ha. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye. Ai mà mê kiến thì chơi nha, vui lắm, bao vui luôn. Cần thông tin về làm tăng, về tìm kiến ở đâu thì có thể inbox cho mình sẽ giới thiệu, kết nối các bạn với nhau ha. Ok. Lũng. Kiến tùm lum luôn. Tính ra nó cũng cắn lắm, cũng hiền. Xong, đỡ không? Cũng còn mấy con sống ở ngoài nữa các bạn. Chết rồi, không biết có chết Queen đâu nữa. Bậy thiệt. À, xin lỗi nha, làm sáo trộn tụi bay hết rồi. Chết rồi, nó sáo trộn cái này, không biết nó còn à. Lên đây con. Ủa, nó biết nó né các bạn ơi. Ok. Hú hồn chim én nè. Nó bị sốc tâm lý luôn. Trời ơi, gãy luôn rồi, chết tôi rồi. Kỳ này hao quá. Nữa. Bậy rồi, cái này phải tốn cây gắn sắt rồi. Không biết gắn là làm sao luôn. Gậy quá. Thôi bỏ đi. Giờ khỏi gắn cái này luôn. Nó cũng không có mặt sau, nó hơi xấu xíu thôi. Không biết nó chui ra đây được không ta. Ôi, đường này hở không được rồi, chui ra nó được. Giờ sao đây? Còn rớt cái phần nào không ta? Để băng keo dán lại. Đúng rồi, nó là thẳng vậy nè. Gãy cốt rồi. Tạm thời chắc dán băng keo quá. Dán băng keo vẫn còn lỗ hở. Ok. À, để đi, đá mình kiếm cây gắn sắt mình chích vô đây. Còn nhiều quân số không nè. Cũng còn đó, khá khá đó. Sốc tâm lý. Sốc tâm lý luôn, nó cũng sản luôn các bạn. Hào rồi. Hào quá, các bạn thấy không? Mở ra quay clip mà cái vòng vậy các bạn. Lấy ra mà quay clip rồi này nọ tới lui là nó dễ bị tai nạn lắm. Nó tiễn hay gì đâu. Nó có nghĩa là nó đụng em cái xong nó giật lại sao vậy nè. Cảm thấy bắn cảm giác cái hơi nó ra cái tai luôn á, cái tai mình luôn á. Bắn hơi á. Ừ. Không phải bắn hơi mà giống như nó làm tốc độ nhanh á. Phập vô một cái mình cảm giác cái có một cái nguồn lực nó chạm nhẹ vô tay mình luôn á. Ừ.